Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Naruto anime làng lá. Rồi, đầu vô thì như bao con làng lá khác, chúng ta phải chiến đấu và giành giật lại cái làng lá. Đó, quá trời hero luôn, quá trời rương chọn hero, 200 triệu kim nguyên bảo. Level 210, mười mấy, 14 hả? Ok, hình như là còn lên nữa hay gì á. Đây, nhận quà nữa nè. Đó. Lên 440 gì? 464 nha các bạn. Rồi, để nó đánh đi. Chúng ta vô coi đồ giám coi. Ủa, bản này là Tanjiro nè ha. Đó, Killer Bè. Ok. Rồi Sasuke, The Last, Naruto, Asura, Minato, Sage Model, Obito, Kakashi, Babasuke, Inra, Asura, rồi Madara, Dominota gì nè đó. Ồ, Nguyệt Thần Hinata, rồi Tetsune, Anh Đào, Jiraiya, Sage, Sasuke, Invisible Kage gì, Kage gì nè đó. Ok, hết rồi hả? Hoài quá ư là đỉnh luôn, đỉnh câu. Ok, đỉnh câu, đỉnh câu. Đó. Ở bên này nữa, hệ ám nữa. Đây, hệ ám chúng ta có Madara Xích Bắc, Lục Đạo, rồi Isekai, rồi Itachi Susanoo. Hoài nhìn đẹp thì chứ. Rồi không, nãy hàng này bỏ qua đi. Cái gì Saga Uchiha, con này hiểu chưa test bao giờ. Obito Lục Đạo đồ đó. Rồi hệ ánh sáng có Sakura, Naruto Tiên Hồ, rồi đấy đấy đấy, hỏi nhiều lắm. Còn mấy con này cũ rồi. Rồi coi gió gió này quân đi. Ok, Hinata, Gaara, rồi Hinata nữa. Rồi lửa lửa có Boruto. Rồi hết rồi, Boruto không à. Hệ lửa không có con gì mới hết. Ok, rồi hệ nước, nước có con gì không? À, nước có con này thôi. Con này cũng khống chế ngon lắm nè. Ok, Kawasaki. Rồi. Đến với thông tin server để nhận quà đâu các bạn ơi. Đây. Liên minh làng lá. Đại chiến nhẫn giả chính thức khai mở server mới X1 nha. X1 9 giờ ngày 28 tháng 11 là hôm nay luôn nè anh em ơi. Hôm nay luôn, tải game tại ninja.hmngame.com, nạp và nhập code tại link này ha. Chơi tốt trên Android và PC. Quà tặng và sự kiện hấp dẫn dành cho người chơi mới. Tạo tài khoản nhận ngay 5 triệu xu nè ha. Ồ, ngon. Gift code 123456, group Zalo, long tin like share được 5 triệu nữa. Vậy là chúng ta sẽ có cho mình đó là 10 triệu. Sự kiện đây tới 30 tháng 11 hả? Quỷ nhanh vậy. Ủa, 30 tháng 12 chứ. Đúng rồi. Đua top lực chiến nè, top nạp đồ này nọ ha. Đây, đó, lưu ý Android vào đây. Gấu đang đợi gì đó. Ok. Wow. Rồi. Liên minh làng lá. Ủa, heo chưa đăng nhập vô nữa hả? Để đăng nhập vô cái. Rồi đây code 2, đúng rồi, đủ 6 cái code. Quay server mới. Ok, server mới. Ôi mấy bản này giờ ngon quá ha. Trời ơi, bấm mới có copy luôn. Ok, quá đỉnh quá đỉnh. Ủa nhưng mà hình như là nó không hiện hết nha. Đây, coi đủ không để nhập lại coi. À, không, nó lắc nè. Đó. Các bạn bấm để coi coi nó có hiện cái ô này lên không. Mà đó, có một cái là chưa xài nè, cái 77 chưa xài nè. Đó. Ok, 5 năm, 5 năm thì chắc là cũng chưa quá. 5
năm xài rồi. Vậy là chỉ có cái 77 là nãy không để ý là chưa xài thôi. Đây 5 triệu này nha các bạn ơi, 5 triệu số web long tinh lai xe, được thêm 5 triệu nữa. Tổng chúng ta sẽ có cho mình đó là 10 triệu. Ok, 900 triệu kim nguyên bảo nè, 10 triệu xu. Cửa hàng thì vàng, Quyết Linh, Khánh Linh, Phút Mừ. Mà quan trọng là cái rương hero mới nó có còn mấy con kia không? Có luôn, có hết nha. Đây Tesu Hoa Anh Đùi. Ok, 10, 12 chứ. Thôi được rồi. Đây, Tesu Hoa Anh Đùi. Tesu Nê Đề. Rồi, ở đây chúng ta có Hinata Nguyệt Thần. Đó, có luôn, Hoa Anh Đào luôn. Ê, bản này ngon chứ, mấy bản kia nó không có hiện được cái hình này đâu. Bản này hôm đấy. Được. Ê, vậy sẵn thì coi có con nào ta? Babasuke hả? Inra hay là con gì ta? Model Sage. Còn cái này hình như là có chưa ta? Quên bà nó rồi, nhận nữa coi. Con này hả? Con này xấu quá. Đây, rất nhiều hero tùy anh em. Đây, muốn thì chúng ta có Tanjiro. Anh ấy diệt quỷ bên kia, xong rồi anh ấy qua đây anh ấy combat. Bát bơm bớp gì đây. Inra Uchiha. Ok. Đấy, rất nhiều. Giờ vô nâng thử vài con lên nè. Đúng rồi, mình phải đi mua cái gì hay là chuyển đó. Đổi kim cương up VIP. Này, đổi kim cương up VIP. Này, 1 triệu bằng 100 triệu kim cương. Lên VIP 13. Oai, Nguyệt Hần này. Rồi, oai, ngon đấy. Để heo lấy cái hình của con này về coi. Rồi, ok. Kéo nó xích qua mới lấy cái hình nó về được. Đó, đẹp rồi. Ê, vậy mình lấy được của bà Tesu không ta? Đây, Tesu. Tesu, phóng to to lên. Ok, cỡ này là vừa rồi. Đấy, ok luôn. Uầy, nhưng mà con Hinata vẫn đẹp nha, hơn nha các bạn ơi. Nè, trời ơi. Lấp la lấp lánh lung linh là lung linh le lói quá trời luôn. Bạch nhãn giới. Đó. Rồi, tới đây thông tin đó này là anh em vô quẩy được rồi. Trời ơi, game mới ra server 1 đầu tiên luôn các bạn ơi. Vô quẩy bung nóc bung sàn kịch khung luôn nè. Đây nhiều anh em đấm chưa? Chưa luôn, hồi có hai ông đấm nhau à. Đó, hồi rất ít người biết luôn. Tranh thủ lên sớm sớm cho anh em vô quẩy là vừa rồi. Này, set cho mấy con nữ đó đánh trước nha. Mấy con hero mới gì tủ cơ nữa. Trời ơi, nghe gì mà bụm nhậu vậy. Ok. Rồi, vậy đây, tủ nhưỡng cam lộ. Trời ơi, cũng là tủ luôn. Ok, gì đây, tủ luôn không? Cương trị liệu, ok. Gia tộc, trời ơi, chưa có ai hết. Trời ơi, anh em mình là những người đầu tiên đặt nền móng vô. Lụm tiền, công hội phó bản. Né ra mấy đứa ơi, cho hai chị vô nè. Ok. Rồi, ui. Nhìn sao nó lấp lánh lên sao anh em ơi. Đó, ôi. Ok, ui liên kết luôn à. Wow, được đấy. Nữa hả, ui liên kết hai lần, ảo vậy. Này, ui vậy là tính ra là Tesu Nede nên đem vô nha. Đó là con này luôn, trời ơi, Tesu Nede bứt máu quá ngon. Trời ơi, có animation kìa. Ok, ngon. Ơi, được rồi, hai chiêu đó đủ rồi. Giờ đi con nào ta? Con Babasuke. Đây, Babasuke.
33 xu sực kìa. Đấy, vô là nhớ long tin để nhận thêm được 5 triệu nha. Còn không thì chúng ta chỉ có 5 triệu đầu game thôi nha các bạn. Đó, báo anh em trước để nhiều ông vô. Hỏi trời sao ông nghe ông nói ghi tới 5 triệu, 10 triệu mà vô sao có nhiêu đây đồ này nọ nữa. Ôi, có làm thì mới có ăn nha mấy anh em. Trời ơi, khổ lắm cơ. Nhiều anh em vô xem cái hình, đúng xem cái hình thôi. Xong cái kéo xuống lấy cái link rồi xong. Cái vô chơi cái sao hả? Sao vô không được? Ghi ngoài thấy có mà vô không có. Trời ơi, chịu khó xem giúp theo cái video đi anh em ơi. Nào, đây, phó bản công hội. Đây, để hai con này vô luôn. À, đội hình 6 tướng lận à. Chủ chọa. Ồ. Ok. Wow, ngon lành luôn. Đó, một cái liên kích nè. Ôi, bạo kích luôn, bạo kích lần 2 luôn. Wow, liên kích nè. À, lần này là không có bạo. Ôi, tính ra là nó đánh 4 lần đó anh em. À, mê muội hiêu đốt luôn. Wow. Ok, rồi bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye.